nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. Hôm qua, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban bầu cử. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất về kế hoạch hoạt động của Ủy ban bầu cử, về việc phân công trách nhiệm thành viên Ủy ban bầu cử huyện, về thành lập tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiểu ban cơ sở vật chất tổng hợp báo cáo. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tâm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thoại Sơn yêu cầu tổ giúp việc và văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tham mưu giúp Ủy ban bầu cử phân công rõ nhiệm vụ của các thành viên trong kế hoạch tổ chức thực hiện. Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác tập huấn thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn về quy trình tiến hành hiệp thương theo quy định. Lực lượng công an, quân đội chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Các thành viên Ủy ban bầu cử và các tiểu ban chỉ đạo, tổ chuyên môn giúp việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.